BBTV. Siêu nhân và Tôn Ngộ Không xin chào tất cả các bạn nhỏ. Hôm nay Siêu nhân và Tôn Ngộ Không sẽ có một trò chơi mới lạ. Tôn Ngộ Không giới thiệu với các bạn nhỏ đi. Thì bây giờ trước mặt của anh Tôn Ngộ Không á là có một cái thao với một cái bình bên phim. Bây giờ anh sẽ đổ nó ra bình phim ra cái thao này. Đây. Đó. Bây giờ tôi rất là nhiều bình phim các bạn bây nhỏ. Bây giờ anh Tôn Ngộ Không với chị Siêu nhân sẽ là thi. Đó là bây giờ bịt mắt lại sẽ xuất bình phim này. Sẽ để lại cái gỗ đằng sau. Xem ai xúc được nhiều hơn sẽ thắng. Nào, bây giờ bịt mắt nào. Đây, chị để tôi bịt cho. Không. À, bịt đều nhá. Đấy, phải bịt như thế. Không được chơi đều nhá. Được rồi chưa? Rồi, được rồi. Mấy ngón? Không biết. Xạo, không biết là xạo. Chưa. Rồi. Bắt đầu nhá. 1, 2, 3, bắt đầu. Đấy. Lúc này không được bỏ đâu nhá. Tính cái đầu này. Chưa đều nhá, thế mình rút tay vào đây. Ê, sao biết hay vậy? Thì tôi xúc, tôi thấy không có cái gì trộn ở đâu cả. Các bạn hãy đăng ký, like, share kênh của BB nhé. Hẹn gặp lại các bạn.